Anh được biết đến với vai trò ca sĩ, MC khá nổi tiếng trong giới showbiz Việt. Không chỉ thế, sắp tới đây, anh còn đảm nhận vai diễn trong bộ phim Sáng Đèn của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường, dự kiến sẽ công chiếu vào dịp Tết năm 2024. Đáng nói, bộ phim của Bạch Công Khanh còn đối đầu với phim Mai do Trấn Thành đầu tư và làm đạo diễn. Khi được hỏi cảm nhận khi đối đầu với đàn anh, nam ca sĩ cho biết được đứng chung đường đua hay có duyên cùng ra phim trong mùa Tết là điều vinh hạnh, bởi Trấn Thành là người đa tài đa năng và những thành quả anh làm ra đều được công nhận. Tôi vọng các phim Việt trong năm nay đều có tín hiệu khả quan và thắng trong lòng khán giả. Bên cạnh đó, Bạch Công Khanh còn chia sẻ thêm về những khó khăn trong quá trình quay phim Sáng Đèn. Trong phim, gánh hát phải đi qua nhiều nơi, có những lúc vì thời tiết không thuận lợi và chúng tôi không thể quay hình được, bắt buộc phải nợ cảnh. Để hoàn thành được dự án này, tôi nghĩ đó còn là sự may mắn. Đối với Bạch Công Khanh, việc được tham gia Sáng Đèn giúp anh học hỏi được nhiều điều, từ cây đa cây đề của sân khấu cải lương. Anh cho hay, mặc dù cải lương không phải là bộ môn nghệ thuật mà tôi theo đuổi, nhưng học được cái gì thì tôi sẽ cố gắng. Thậm chí giọng các cô chú rất khỏe, tôi có thể học để thể hiện tốt trong vai trò ca sĩ. Bàn về chuyện cát xê, Bạch Công Khanh cho biết, kinh phí nhận được từ một dự án là điều ai cũng phải quan tâm. Mình phải đánh giá khả năng, sự nỗ lực của mình có đáng nhận số tiền đó hay không. Nếu có cơ hội tham dự dự án có ý nghĩa, cát xê không phải là vấn đề tôi đặt nặng, anh tâm sự. Ngoài ra, khi được hỏi về việc liên tục bị nam em nhắc tên trên sóng livestream, Bạch Công Khanh nêu quan điểm là người của công chúng bắt buộc phải có chuyện đó. Những điều trải qua, những thăng trầm cuộc đời, tôi nhờ đó có thể trưởng thành vững bước hơn. Tôi không để tác động của hiện tại khiến bản thân lung lay nhục chí. Khi được hỏi về việc có sẵn sàng nếu rõ toàn bộ câu chuyện liên quan đến nam em, Bạch Công Khanh chia sẻ, đến thời điểm này bấy nhiêu đó là đã quá đủ, điều tôi quan tâm vẫn là chuyên môn, tôi tin khán giả của mình sẽ muốn nghe những điều ý nghĩa hơn. Về cảm xúc bản thân khi vướng những lùm xùm không hay, Bạch Công Khanh trải lòng, mình sống vì điều gì? Tôi là nghệ sĩ, tôi sống dựa trên hình ảnh nên nhiệm vụ của tôi là tạo hình ảnh đẹp. Tôi phải có ý thức xuất hiện chỉnh chu, ăn nói khéo léo trước công chúng để tránh ảnh hưởng bất kỳ ai. Dù có thiệt thòi hay bực bội thì tôi cũng giữ điều đó cho riêng mình, không làm ảnh hưởng đến người khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức của kênh Bật Mí News. Các bạn nhớ bấm like, share, subscribe để nhận tin tức hay mỗi ngày nhé. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.